Gia tôi là có 5 người, gồm chồng tôi và bà con trai. Tôi chủ yếu là đi bắt ốc, thế đi làm cỏ cho họ, thế họ thuê gì thì đi làm đổ. Ngày hỏi trăm có khi ngày thì trăm có khi thì không được trăm mô hít cỏ, bập bánh. Ngày xưa là có một kỳ lệ là đập vào đầu bà là kiện bà là bị tổn thương, là kiện cho bà là không đi lại được. Bạn bè cũng hay tiêu chóc con, nói là thằng nhà nghèo, thằng bà bị cấm điện, con cũng hơi buồn. Giờ tôi là năm nay là nợ 15 triệu của ngân hàng, hơn 10 năm rồi. Người ta thì trong thì làm phụ thêm về vợ cho đấy, một thân một mình làm gặn gông để nuôi con. Tôi không biết thoáng thử ở ít cỡ. Việc làm thêm của em một phần là giúp bản thân em, một phần khác là để em phụ giúp cho em của em có thể được đi học. Ước mơ của con sau này làm nghề bác sĩ. Mẹ cực lý thì chưa muốn cho con có cái nghề nghiệp để mai sau con trưởng thành. Chơi là phải được, chạy như bị rượt, tiền vô lũ lượt. Cố lên, bà con cổ vũ cùng nhiệt ra đây nha, cố lên nha. Ủa còn này là cái gì? Tiếp theo là cái gì vậy? Chạy đi kiếm con. Đây nè, hai trái. Trời ơi, mấy đứa này nó giỏi quá, nó kiếm phụ rồi.